Bác tên gì? Trần Duy, Trần Duy Mạnh. Trần Duy Mạnh. Lúc trước anh ở sư đoàn mấy? Sư đoàn một. Dạ. Sư đoàn một Bộ Minh. Sư đoàn mấy? Sư đoàn 33. Sư đoàn 23 chứ không phải. Sư đoàn 2, sư đoàn 1, sư đoàn 3, sư đoàn 2. Ông sư bị thương là tầng nào? Bắt tôn. Mùa 2 đầu lửa năm 12. Ở Thanh Cổ ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1955. Yeah. Đi lĩnh cấp bậc trung sĩ, số quân 75 xuyệt hải 10195, thuộc tiểu đoàn 115 địa phương quân tiểu khu Quảng Tín, bị thương tại Kỳ Long Tam Kỳ Quảng Tín năm 1974. Địa chỉ? Dạ, địa chỉ 29 Tam Thai, thành phố Huế. Điện thoại? Dạ, điện thoại 0906 523 890. Rồi, có. Tôi tên là Nguyễn Đơn, ở thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền, phụ lục Thừa Thiên Huế. Tỉnh Thừa Thiên. Dạ, Thừa Thiên Huế. Dạ. Anh số điện thoại anh số mấy? Số điện thoại của tôi là 0168 384 0821. Rồi. Anh bị thương hồi năm nào? Tôi bị thương năm 1972 ở Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Phải sửa. Anh ơi, nãy chưa quay được anh nói lại đi. Dạ, tôi từ đây Phan xong mà chưa về ngay giải phóng. Mà tôi tên Phan Văn Nờ, xã Vinh Hiền, huyện Vương Một, ở Hà Đông. Dạ. Huyện Phú Ngọc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước là địa phương quân. Dạ, anh Diệp Nghĩa Quân, dạ thưa bạn. Diệp Nghĩa Quân. Số điện thoại. Dạ, 054 3687 731. Dạ, xin cảm ơn mấy bạn. Dạ, không hoàn cảnh. Anh có nói đi, hồi xưa anh sao anh bị... Dạ, tôi đi ngụy là bị thương năm 73. Nhưng giờ cả hội đoàn ở bên kia giúp đỡ hoàn cảnh tôi, bảo phu tật nguyện và về xã Vĩnh Hiền, Hà Đông, huyện Vương Một. Xin cảm ơn cả hội đoàn tổ chức bị thương tật nguyện và các xin cảm ơn tất cả. Anh bị thương ở đâu, ở mô? Dạ, ở núi Rậm, nhà núi Rậm. Năm mấy? Dạ, năm 73. Thương núi Rậm năm 73, thương cảm ơn cả. Rồi, anh Long. Anh Long nói tên đi, tên họ rồi. Tên em là Trần Thanh Long. Mấy tuổi? 62 tuổi. Địa chỉ? Là 10 Lê Hưng, thành phố Huế. 10 Lê Hưng, phường Trung Hoa, thành phố Huế. Số điện thoại anh có không? Là 0935 669 129. Lúc trước anh làm gì? Là được làm huyện. Chúng ta là của chế độ cũ. Rồi, chế là đủ rồi.